Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, ngày 7 tháng 7 năm 2024, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Dự án có chiều dài 23,8 km, đi qua 20 xã trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 1.779 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ thực hiện đầu tư làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là hơn 1.077 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào khai thác năm 2019. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên. Đơn vị thi công cả hai giai đoạn là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Với sự kết hợp của đường chính do Trung ương đầu tư và đường hai bên do tỉnh đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đường được thiết kế lên tới 8 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ có giải phân cách cứng với tốc độ thiết kế 80 km/h. Trên tuyến cũng có nhiều cầu vượt lớn như cầu vượt quốc lộ 38, cầu vượt đường DT204, DH72 cùng cầu vượt sông Cửu An. Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, đoạn qua tỉnh Hưng Yên được khánh thành. Đây là bước đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nhằm phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển khu thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư nước ngoài, đóng góp tích cực cho tăng trưởng vào ngân sách nhà nước. Được biết, dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương từ đầu năm 2010. Dự án có chiều dài 47,7 km, đi qua hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Dự án có điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 39 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Điểm cuối nút giao Liêm Tuyền, đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình thuộc xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Theo quy hoạch, tuyến đường này trong tương lai sẽ được nâng cấp lên thành đường cao tốc. Đây là tuyến đường bộ rất quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội, nhất là ba tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình. Tuyến đường hoàn thành góp phần kết nối giao thông giữa đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, quốc lộ 39 và đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến cao tốc, giảm tải lưu lượng qua quốc lộ 5, quốc lộ 1 và cửa ngõ vào thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo sự thông suốt với Hải Phòng, Quảng Ninh và các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong đó có các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình. Để nâng cao năng lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chủ động tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ. Một số tuyến đường bộ huyết mạch quan trọng hoàn thành đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào tỉnh. Như tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, dự án đầu tư xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, tuyến đường DT382B đoạn từ ranh giới tỉnh Hưng Yên, Hà Nội đến nút giao đường vành đai 3,5 bên trái tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cùng với các dự án đã hoàn thành, hiện nay tỉnh đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án giao thông quan trọng như dự án đường Tân Phúc Võng Phan, giao DT378, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT376. Với những nỗ lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông trong thời gian qua, đến nay, hạ tầng giao thông của tỉnh đã cơ bản bảo đảm kết nối các loại hình giao thông, đáp ứng yêu cầu vận tải, chuyên chở hàng hóa lớn, trung chuyển hàng hóa tới các trung tâm kinh tế lớn của khu vực và quốc gia. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên theo mô hình tổ chức không gian, 2 vùng động lực, 2 hành lang kinh tế, 5 trục phát triển, 3 trung tâm tăng trưởng, nhằm thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng, phân công và hợp tác lãnh thổ, phát huy đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh, bổ sung cho nhau cùng phát triển. Để thực hiện quy hoạch, Hưng Yên đang tập trung nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm của Bộ Giao thông Vận tải, trình Chính phủ đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, không chỉ kết nối thuận lợi các vùng động lực, các cực tăng trưởng và hành lang kinh tế của tỉnh, mà còn thỏa mãn yêu cầu kết nối vùng, liên vùng và hệ thống giao thông huyết mạch của quốc gia. Hiện tại, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công hàng loạt công trình giao thông trọng điểm của tỉnh và quốc gia như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đường Tân Phúc Võng Phan, giao DT378, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài. Như vậy, với các tuyến giao thông trọng điểm đã và đang được tỉnh tích cực triển khai, sẽ cơ bản bảo đảm liên kết các hành lang kinh tế của tỉnh và kết nối thuận tiện với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Quyết tâm dồn lực, từng bước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hệ thống hạ tầng giao thông là giải pháp đúng đắn để Hưng Yên xây chắc nền móng tiến tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh, dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.